nhà rất vui khi này được gặp các bạn trên kênh. Và bây giờ thành xin chúc tất cả các bạn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, thành công trong cuộc sống. Buổi sáng hôm nay thành dẫn các bạn đi chợ đầu mối Bình Điền rồi, chợ hải sản đầu mối Bình Điền nè. Bây giờ mời các bạn cùng thành đi vào bên trong xem gì cá hải sản người dân buôn bán như thế nào nha. Đây các bạn ơi, đây là chợ đầu mối Bình Điền. Trên trời dưới cá các bạn. Trên trời dưới cá các bạn. Cá sò rẻ 30.000 ký. Quá trời luôn các bạn. Cá đổ đúng luôn. Ba chục ngàn ký các bạn. Ghẹ nè các bạn. Quá trời ghẹ luôn. Cần đây đây. Đây ghẹ sò rén như tiền ký hả chị? Chị ơi. Cá sò ạ. Sò rẻ 30.000 ký. Người dân mua bán toàn cả khu vực chợ hải sản Bình Điền các bạn. Cá 30.000 ký các bạn. Đầu có đâu 35.000. Cá tươi nguyên 30.000 ký. Cá chủ có 35.000. Cá dòng 60.000, cá thu nguyên con 80.000. Cá giữa 35.000. Cá giữa 35.000. Cá dòng 60.000, đầu cá lu 35.000. Cá thu nguyên con 80.000. Cá giữa 35.000. Cá dòng 60.000, đầu cá lu 35.000. Cá thu nguyên con 80.000. Cá thu 80.000 ký kìa. Cá nạc 40 rồi. Cá nạc 40.000 ký. Chúc ngày mới mua máy bán đất nha. Cho chúc ngày xí. Ôi, cá là 40 rồi. Đấy, người ngoài nhỏ 40.000 ký nha. Cá tươi nguyên luôn. Rẻ lắm. Ôi, trên trời dưới cá rẻ lắm. Chim 80 rồi. Tươi nguyên nha. 80.000 ký rồi. Cá hương. Cá hương trên trời dưới cá thôi. Bốn mươi ngàn ký là tự nguyên thôi. Cá chim trên trời dưới cá. Cá rẻ như cho thôi. Cá mó này. Chú hôm nay cá mó nhiều chú ơi. 55. Cá mó này. 55.
bảy xúc. Số đồng đồ đồng 25.000 ký thôi. Xúc cái mới mua mày bán đắt nhá. Người ta đi chợ để mua ủng hộ cho chị em nhà nó. Cá này rẻ 25.000 ký thôi. Nay ba đi đâu rồi? Cá rẻ. Trên trời dưới cá thôi. Trên trời dưới cá thôi. Cá bống, cá cá đối nhỏ 40, 120, cá kèo, ốc, trên trời dưới cá, 40.000 ký mực các bạn ơi, mực là mực gì lớn, 140.000 ký các bạn, mực nhỏ 140.000 ký, đây là toàn cảnh người dân chợ đầu mối Bình Điền các bạn mua bán mực 90 các bạn, 110 90 110 110 cá cá ngát cá hường cá hường du hồng 100.000 đồng. Đã chưa? Mực hoa. Mực này mực gì hả chị ơi? Mực nang. À, nó có cái nang gọi là mực nang. À, 130.000 ký. Nhỏ củ cái loại cá rồi cá chốt mực mực 200 các bạn cá chốt 100 cá chốt vẫn còn sống nguyên là 100.000 ký các bạn 100.000 ký cá chốt đủ các loại các bạn lươn cá cá trê à. 33.000 ký cá có 25.000 ký rồi cảnh người dân mua bán như vậy đây là khu nhà lồng chuyên bán sỉ các bạn sỉ giờ nghỉ hết rồi sỉ bán từ 10 giờ đêm các bạn từ 10 giờ đêm đến sáng là giờ các cô bác nghỉ hết rồi còn giờ chỉ có khu vực bán lẻ thôi các bạn cho anh lia tí chúc mua may bán đắt nha khu chợ Bình Điền các bạn chúc nhà mình mua máy bán đắt nha anh đi anh chia sẻ cho các bác anh chị các bạn xem mực để trên trời chứ mực các bạn 150.000 ký các bạn mực này mực nang 150.000 ký bạch tuộc là chim luôn tôm như vậy trên trời dưới tôm cho anh lia xíu chúc chú mua máy bán đắt nhá anh quay chia sẻ cho bà con coi khu vực chợ đầu mối Bình Điền các bạn
thì 180 ngàn. Cái này bao nhiêu vậy? Cái này 100 giá sổ rẻ 35 ngàn ký. Cá nhỏ là 40 người dân mua các bạn, 40 ngàn ký. Đúng chục hàng ký cá. Cá hú, cá chim cơ. Cái chim nhà mình hôm nay nhiều vậy con nhỉ? Chim 110 ngàn ký các bạn. Chim tươi nguyên rồi. Còn mình đây là cá ông lao 70. Cá chém là mú các bạn. Vẫn còn sống nguyên nhỉ. Trên trời dưới cá các bạn. Cá nhiều vô kể. Cá chim 101 các bạn, cá bông nâu 70, cá chém 75. Cho anh lê xíu nha, cái chê này, chê đồng nữa này, chê đồng, rô mè này. Chúc mua máy bán đắt. Cá rô này nhiêu tiền ký không? 40 cá rô các bạn, rô to này. To này là 40 ngàn ký. Còn cá chê đầu bao nhiêu cô? Cá chê vàng 55 ngàn. 55 ngàn ký cá chê vàng các bạn. Chê vàng 55 ngàn ký. Rô mè, rô to 40 ngàn ký. Rồi chú cảm ơn nha. Chúc nhà mình mua máy bán đắt. Chợ hải sản Bình Điền trên trời dưới cá, rô có 35-40 ngàn ký rồi, toàn rô lớn thôi. Dưa hộp bự như các bạn, còn ký hơn. Bây giờ bán 65 ngàn không á? 65 ngàn ký. Còn ta lớn luôn, còn ký luôn rồi. Rồi cho nhỏ là có 30 ngàn các bạn. Rồi nhỏ 30 ngàn ký. 30 ngàn ký. Chút nhà mình mua máy bán đất. Ôi cá này nhiều tiền ký cơ mà. Bao nhiêu? 35 ngàn ký. Cá được 35 ngàn ký rồi. Cá được 45 ngàn ký rồi. Cô đang mua ấy, 35 ngàn ký. Cảm ơn, đây các bạn này, chợ này. Hồng Phi 55 ngàn. Hồng Phi 55 ngàn. Chép tròn 110. Chép tròn 110 các bạn. Còn cá bớt rồi. Cá bớt 350. Cá bớt 350 tươi nguyên các bạn. Cá vẫn còn sống. Cá bớt Phúc Quốc các bạn nha. Cá chép vẫn còn sống nguyên các bạn. Cá chém 70. Trời. Quá trời cá luôn. Quá trời cá luôn. Trên trời dưới cá. Cá phi, cá chép, cá tầm, cá lóc, cá bớp, mực. Trên trời dưới cá. Tự nhiên các bạn. Cá chấm 55 ngàn. Người mua.
cảnh người dân buôn bán ở tại chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Chợ hải sản lớn nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nên cá rẻ lắm các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu ăn cá rẻ thì xuống khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Chợ cá là bán từ bỏ xỉ là từ 10 giờ tối các bạn. 9-10 giờ tối ngày hôm trước. Sáng là xong các bạn nhé. Còn đây khu vực này khu vực bán lẻ. Dân mua. Cô bác đến là mua lẻ rất nhiều ạ. Cá này cá hồng hồng này không biết cá gì, mình không kinh điển, mình không biết cá này cá gì các bạn. 45.000 ký. Cá đù sống thì 55.000 các bạn. Cá chim 85 đủ các giá, cá cam 40, 55, 35 người dân mua. Ba mươi năm đầu cá hồi, cá cam, trên trời dưới cá siêu rẻ luôn rồi. Tại người buôn bán đồng như là ngày hội các bạn. Buôn bán đồng như hội. Trên trời dưới cá là 150. Cảnh toàn cảnh khu vực bán lẻ chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Người mua bán đồng như hội luôn, như chợ Tết các bạn. Thời gian chợ bán xỉ là từ 8 giờ 9-10 giờ tối hôm trước các bạn. Đến sáng là bên trong khu vực bán xỉ thì là một số có đa số được cô bác nghỉ. Và đây là toàn cảnh khu vực bán lẻ như các bạn nhé. Bán lẻ bán đến 8 giờ sáng là hầu như là bảo vệ là đuổi dẹp bớt sang một bên để bán, còn lại để đường đi để chuẩn bị nhập hàng mới các bạn nhé. Người đông như hội các bạn. Cá lớn, cá bớp lớn các bạn, 120.000 ký. 120.000 ký cá bớp. Cá bớp chất đống luôn các bạn. Đấy, các bạn thấy bớp. Bớp chất đống luôn. 120.000 ký. Đầu cá hồi 35-40.000 ký các bạn. Cảnh người dân buôn bán các bạn. Này không biết một gì mình không biết. 90.000 ký. 70, cá mó 50, cá chim 85, cá thu 90, quá trời rồi. Mua máy bán đắt nha, hôm nay quay chia sẻ gửi tới cô bác anh chị và các bạn xem. Đây vựa cá 5 kim các bạn, trước cửa là vựa cá 5 kim. Cá chìm 100. Cá này bao nhiêu đây? 20.000. Cá 35 luôn. Sò 20. Cá chìm 100. Cá bớp 55. Đầu cá hồi 45 các bạn. Các người dân mua bán 45 các bạn. Cá nhỏ thì 35, cá lớn 45.
cá chim, cá mó. Cá mó hôm nay giao động từ 45-50 ạ. Cá chim này cá lớn thì 100, cá này nhỏ nhỏ thì 90. Trên trời dưới cá dân mua đó bạn. Cá cam siêu ngon bạn, cam tươi nguyên. Cá chim nhỏ 7 năm, cá cam 55 ngàn ký các bạn, chọn nhiều lắm. Cá chim cá đổ đống luôn bạn, sò rẻ như cho luôn. 2 năm 30 ngàn ký rồi, người dân mua bán. Cả người dân mua bán cá. Cá chim. Nhưng mà cái trẻ đi chợ. Cá sò rẻ đi. Cá. Đó nó có cá rất nhiều, người dân mua rất đông luôn. Đi hoài không bao giờ hết cá các bạn. Cá hương. Cá hương 45 ngàn. Cá mó, cá hồng, cá hương lục nhỏ. Bốn chục luôn. 35 ngàn ký. Cá sò rẻ chợ đầu mối Bình Điền, sò rẻ cá rẻ như cho luôn. Đúng rồi, rẻ như cho luôn mà cho thấy tội tôi quá. Trên trời dưới cá. Cá bắt này, cá nước nung, cá lóc giao động từ 50-55 lận, cá hú, cá bông lau. Cá biển, nước nung là cá. Mình đi, thấy kia chỗ bên kia đông quá, mình dẫn các bạn đi sang bên chỗ khu đông thì xem có cái gì không các bạn nha. Đây, toàn cảnh khu vực bán lẻ chợ hải sản đầu mối, chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Thấy tập trung chỗ này đông quá, mình ghé xem cô bác mua bán thế nào nhỉ. Đông lắm. Đấy. Bảo vệ đã chuẩn bị dẹp gọn chợ rồi các bạn. Cá.
cá sò rẻ bình quân 2 năm, rẻ nhất là 2 năm, cao nhất là 50 ạ. Đại gia 5 tấn. Cá sò đổ đúng các bạn. Cá đổ đúng, sò rẻ, đồng giá 25.000 ký. Đồng giá 25.000 ký các bạn. Trên trời, trên thì trời, dưới thì cá. Đồng giá 25.000 ký các bạn nhá. Bạn ơi, ai ăn mực rẻ thì chạy khỏe lại đây đây. 125.000 ký bao làm luôn các bạn nhá. Thiếu một lạng là đền một ký, mà thiếu hai lạng là cho không nha các bạn nhá. Đây, cha con nhà này bán ở ngay chỗ này vừa đá. Đá là đá gì nhỉ? Đá gì khôi nhỉ? Ba cha con bao làm luôn nha các bạn nha. Làm sạch sẽ, ướp đá đầy đủ cho các bạn. Thiếu một lạng đền một ký, thiếu hai lạng cho không luôn các bạn. Nếu về nhà cân nha các bạn nha. Này cha con bán bắt bán hết rồi. Chúc mừng nha. Thằng đẹp trai. 150 một ký bao cân đủ. 1 ký 150.000 ký bao cân đủ các bạn. Chợ đầu mối Bình Điền các bạn. Đây là mực cua. Các bạn vừa rồi mình cũng đã dẫn các bạn đi một phòng khu vực chợ đầu mối hải sản Bình Điền các bạn. Mình cũng cập nhật được một số giá để chia sẻ gửi tới các bạn gần xa. Đây hôm nay các giờ clip của mình cũng tương đối dài rồi, nên thành xin phép dừng video tại đây. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn gần xa có một ngày mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui các bạn nhé. Bảo vệ đang dẹp dần các bạn, dẹp dần để chuẩn bị nhập hàng mới được các bạn. Nên là thành xin phép dừng video đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.